Nói thẳng toẹt ra luôn cho nhanh nhá. Tôi chịu đựng cô đến ngày hôm nay này là cũng nghĩ cô cũng tiểu thư, con nhà điều kiện. Ai ngờ ở đâu đúng là nghèo kiết xác. Thế này ấy, thì chia tay đi cho đỡ mất thời gian. Đồ đẹp mã như tôi ấy mà phải yêu một con vừa xấu vừa nghèo hèn như cô à? Thế nào? Em đã bảo mà, chỉ cần anh thích ấy, thì em sẽ chiều tất. Ui giời, đã nghèo rồi lại còn sĩ. Để thằng con rể hụt này bày tỏ chút sự hiếu thảo với bố vợ tương lai tí chứ. Còn cô, tưởng cô thế nào? Hóa ra cũng chỉ là quạ đội lốt công thôi à? Thằng khốn nạn! Anh không cần phải lo như thế đâu. Bố em hiền lắm. Các cụ ở quê chân chất đi mà. À ừ. Nhưng mà lần đầu tiên ra mắt bố vợ tương lai thì anh cũng phải chuẩn bị cho chu đáo chứ. À mà này, bố em ý, ngoài làm vườn ra, ông không làm gì khác thật đấy à? Vâng, thì ở quê có gì làm đấy, bố em cũng có tuổi rồi mà. Em không giàu anh cái gì đấy chứ. Vâng, bố, bố đến rồi ạ. Bố chào con. Bố đi làm sao vất vả không bố? Ơi, bố không sao. Mà bố đi bằng cái gì lên đây đấy bố? À, bố đi xe khách lên cho an toàn con ạ. Ờ, mà này, đây là... À, đây là anh Toàn, người yêu của con. Ừ. Hôm nay con muốn ra mắt với bố đấy ạ. À, ừ, chào cháu. Ừ, con My nhà bác ấy, nó giới thiệu về cháu nhiều rồi. Cũng định là mời cháu về quê để bác cháu mình biết nhau. Nhưng mà tiện lần này ấy, bác lên trên này thăm nó, thì bác cháu mình gặp nhau đấy cũng được rồi. Nhưng mà này, hôm nào ấy, bác mời cháu về nhà bác để biết nhà biết cửa nhá. À vâng, không cần đâu ạ. Gặp ở đâu mà chẳng được ạ? Bây giờ mình ngồi đây nói chuyện thêm một chút, rồi tí nữa mình đi ăn nhà hàng bố nhá. Anh Toàn đã đặt bàn rồi bố ạ. À thế à? Bố là chưa được đi ăn nhà hàng bao giờ đâu đấy. Ừ. À thôi, hôm nay anh có việc, tí em với bố đi ăn gì thì ăn đi nhá. Hôm nay anh có việc gấp. Ơ, anh nói như thế là sao? Hôm nay bố em lên, anh đã bảo là anh sẽ dừng hết mọi công việc để tiếp bố em cơ mà. Anh nói là anh tiếp bố em, chứ không phải là anh tiếp cái lão nhà quê này. Anh không rảnh và cũng không thừa tiền để đưa dân quê mùa nghèo hèn này đi ăn nhà hàng sang trọng. Anh... Thôi, nói thẳng toẹt ra luôn cho nhanh nhá. Tôi chịu đựng cô đến ngày hôm nay này là cũng nghĩ cô cũng tiểu thư, con nhà điều kiện. Ai ngờ ở đâu đúng là nghèo kiết xác. Thôi, thế này ấy, thì chia tay đi cho đỡ mất thời gian. Khốn nạn! Đồ đẹp mã như tôi ấy mà phải yêu một con vừa xấu vừa nghèo hèn như cô à? Cô nghĩ cái gì mà bố con cô được đi ăn nhà hàng sang trọng? Có mà ngồi vỉa hè ăn xin đi ấy. Mà ông lên đây cũng tốt, bảo với con gái ông rằng ấy, bớt ảo tưởng lại. Đúng là không biết nhục. Kiệp, mất thời gian, trái được cái nước non gì. Thôi, không việc gì phải buồn. Có như thế này ấy, thì con mới biết được ai tốt, ai xấu. Tại sao bố không cho con nói đến gia cảnh nhà mình, đã để tránh những dạng như thế để lợi dụng con ấy. Vâng, con hiểu rồi ạ. Con yên tâm, rồi con sẽ tìm được người tốt thôi. Mà này, lần này ấy là bố lên đây chơi mấy ngày đấy. Ơ, thế còn công việc ở nhà thì sao bố? Con yên tâm, công việc ở nhà thì bố giao cho các anh chị quản lý rồi. Mà lần này á là bố lên trên này chơi với con một thời gian đấy, để con đưa bố đi chơi đấy. Mà cô cũng nhanh nhanh lên rồi về còn giúp đỡ tôi, cứ lồng bà lồng bồng mãi thì... Dạ, thì con cũng muốn va vấp ngoài xã hội thêm vài năm nữa, lấy thêm kinh nghiệm rồi về sau giúp bố ạ. Thôi được rồi, bây giờ bố con mình đi ăn, hôm nay bố chiêu đãi con tôm hùm, được chưa? Nào, đi.
bảo mà, chỉ cần anh thích ý, thì em sẽ chiều tất. Quá ngon luôn đấy chứ. Xe sang, xịn mịn. Đúng là em mà là số 2 á, thì không ai dám đứng số 1 luôn. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà ấy, anh mà dám lấy con xe này đi chở đứa con gái khác ấy, thì chết với em. Em yên tâm đi. Xe này á, sẽ chỉ có anh và vợ tương lai của anh, tức là em được ngồi thôi. Lên. Xe là con chọn đấy nhá. Vâng. Con ưng không? Con siêu ưng. Ừ. Quà sinh nhật năm nay là quá tuyệt vời bố ạ. Ơi con gái bố mà. Ai chà chà. Hai bố con đại gia đông thôn hôm nay lại đứng đây xin đi làm công nhân nhặt rác à? Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Ui giời, đã nghèo rồi lại còn sĩ. Để thằng con rể hụt này bày tỏ chút sự hiếu thảo với bố vợ tương lai tí chứ. Nhìn hèn mọn thế này, bảo sao anh chán. Đẳng cấp như anh ấy mà phải quen thứ hạ đẳng này á. Còn cô, tưởng cô thế nào? Hóa ra cũng chỉ là quạ đội lốt công thôi à? Cô! Dạ, xe của sếp chọn đây ạ. Em đã kiểm tra chất lượng rất là ok rồi. À, vậy tốt rồi. Lát là cậu đưa con gái tôi vào làm hợp đồng nhá. Vâng. Xe này á là tôi mua tặng con gái nhân dịp nó sinh nhật đấy. Hả? Cái gì? Mua tặng á? Cô sao cô lại? Sao? Bây giờ anh đang tiếc lắm phải không? Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là anh đã có thể diễn tròn vai diễn Sở Khanh lừa đảo của mình rồi. Rất tiếc đời lại trớ trêu. Muốn diễn mà lại không được diễn. Anh Mì, anh xin lỗi. Do anh vội vàng quá. Em cho anh cơ hội nữa được không My? Thằng khốn nạn! Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà. Cái loại hèn hạ lúc sau váy đàn bà để ăn bám như anh ấy không xứng đáng làm đàn ông. Bác, cháu xin lỗi. Do cháu chót dại. Bác, cháu hứa sẽ chăm sóc em My thật tốt ạ. Thôi, con gái tôi để tôi tự chăm sóc. Còn anh nếu có thời gian ấy thì về phục hồi cái nhân cách của anh đi. Đi thôi con. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, bạn muốn là người lái đò? Hãy đến với tìmviec.com.vn. Con My nhà bác ấy nói chuyện về cháu nhiều rồi thì đáng lẽ là mời cháu về nhà để bác biết mặt cháu. Bác đến đây à? Ông lên đây cũng tốt. Ông nói với con gái ông rằng ấy bớt ảo tưởng lại đi. Vâng.
con yên tâm, công việc ở nhà là bố đã giao cho các anh chị rồi. Lần này bố ok. Con hỏi